Hello các bạn, Amazon CloudWatch Internet Monitor. Đây là một tính năng mới được giới thiệu trong sự kiện reInvent 2022 của AWS vừa qua. Và mình cũng thực hiện recap cái tính năng này trong cái sự kiện vừa giờ tổ chức cho cộng đồng AWS ở Việt Nam, ở trong Hồ Chí Minh. Thì tính năng này như nào? Tính năng này nó sẽ giúp cho mình xem cái latency, độ trễ và cái performance của cái hệ thống của chúng ta. Ở phía ngoài internet ha, thì chúng ta đã có rất nhiều các cái dịch vụ để coi như là monitor cái performance nằm trong phía nội bộ của hệ thống chúng ta trên AWS rồi. Nhưng mà ví dụ latency của mình, giả sử như user của mình visit hoặc web của mình họ có độ trễ performance hay là available cho ứng dụng chúng ta như thế nào thì hiện tại trước đây thì chưa có, nhưng hiện tại internet monitor tính năng này rất là hay, sẽ giúp chúng ta xem là độ trễ performance như thế nào ha. Thì mình sẽ cho các bạn xem phần console để các bạn dễ hình dung hơn cái tính năng này. Thì trong CloudWatch mình sẽ chuyển về cái region mình hay thử sử dụng là Singapore. Thì nó là một tính năng mới trong CloudWatch. Thì các bạn cuộn xuống cái phần Application Monitoring này, sẽ có phần Internet Monitor đang ở trạng thái Preview ha. Có nghĩa là nó sẽ có thể có một số update mới cho chúng ta. Thì để tạo một cái monitor, chúng ta có thể chọn qua ba bước là định nghĩa là cái resource nào chúng ta muốn monitor. Thì hiện tại thì Internet Monitor thì hỗ trợ những cái đối tượng như là VPC này, Cloud Fund Distribution và Workspace. Thì khi chúng ta tạo xong, chúng ta sẽ chờ đâu đó khoảng 10 phút để nó bắt đầu nó aggregate, là tổng hợp lại những cái dữ liệu từ cái VPC, từ cái Cloud Fund đấy, nó hiển thị cho chúng ta ha. Và chúng ta sẽ xem những insight, chúng ta có thể có những cái alert dựa trên cái những thông số của Internet Monitor này, riêng nữa cũng rất là hay. Thì để tạo như này, chúng ta create nha, đặt tên nha, giả sử demo đi ạ. Bước tiếp theo chúng ta sẽ chọn resource ha. Thì resource các bạn thấy bên này resource type, các bạn thấy là cloud fund với VPC không ạ. Và điểm hay ở đây là chúng ta có thể tạo những cái VPC không nhất thiết phải ở trong cùng cái region ha. Giả sử các bạn thấy ở đây là Singapore, mình có thể tạo ở region khác ha. Thì chỉ có cái việc chọn là chúng ta add rồi chúng ta create là xong rồi. Thì việc add này mình đã tạo trước ở đây rồi, cái việc Internet Monitor đây các bạn cũng xem mà. Cái này mình cấu hình cho cái BBC chúng ta của mình. Thì trên này là mình có dựng một số con web rất là bé thôi để nó có số liệu ấy. Thì đầu tiên là health score này, các bạn thấy khi chỉ vào đây này, performance score là 99,38% này rồi. Còn những cái ví dụ health event score 95% hay không thì các bạn không thấy không? Đúng không ạ? Chỉ có performance score ở đây thôi, những cái chỉ số khác thì chưa có nhiều. Rồi, phần tiếp theo nó là phần hay là ở phía đây ha. Như performance score này, available score này, available là 100% mà xem ứng dụng chúng ta có bị ngắt quãng hay bị down lúc nào hay không. By transfer này, ví dụ mà năm mê này, và khoảng thời gian nào là thời gian mà hệ thống chúng ta có được truy xuất nhiều nhất, bạn transfer in và transfer out nào, thì các bạn có thể xem ở đây hệ thống chúng ta vi biến dạng VPC. Cái này cũng hay này, round trip time là một cái request là khi gửi đi rồi, khi request rồi respond khoảng bao nhiêu lâu vậy. Thì các bạn thấy các chỉ số là P95, P90, P50. Thì cái P này là kiểu như là xác suất latency, mà P này giá trị càng thấp thì sẽ càng tốt. Là giả sử P95 là giả sử là trung bình 200 millisecond thì đơn vị là millisecond nào. Thì 200 millisecond có nghĩa là hơn 95% request thì là phản hồi là dưới 200 millisecond nào. Thì là giá trị các bạn không có chấp nhận thì các bạn có thể xem lên chỉ số này. Phần tiếp theo là phần Traffic Insight. Traffic Insight này còn chứa nhiều thông tin nhất, và phần này là mình cũng thấy là hữu hiệu và mình cũng hay sử dụng nhất ha. Thì các bạn chờ một lúc để nó tổng hợp cái số liệu. Thì trong quá trình chờ đấy thì các bạn có thể xem là đợi loát ha, có thể chờ 10 giây. Rồi chúng ta thấy này, total traffic này là 123 mê, in là 36 và out là 86. Trung bình này, time to first byte này, có nghĩa là mình trả được cái byte đầu tiên trả về, TTFB là time to first byte, byte là cái đơn vị ấy, 213 millisecond, available là 9, 4 số 9, performance score là 99,95, có nghĩa là mình cũng tương đối tốt ha. Nếu mà chỉ số nó càng thấp có nghĩa là giả sử con EC2 chúng ta có vẻ càng yếu thì phải.
Các bạn có thể xem thêm. Total traffic, số lượng, kiểu như là truy xuất của mình đến từ những cái vùng nào hoặc quốc gia nào nhiều, ví dụ US mình có 14 mê, 14,7 mê này, quốc gia khác này, không có, không có Việt Nam mà, rất là lạ, tại vì là web của mình dựng lên chỉ là web demo thôi. Ở đây là total traffic là 57, in là 14, average time to first buy là 197, dưới 200 millisecond. Chỉ số đây à. Đây các bạn, cái phần này là theo mình nghĩ là phần trọng điểm này. Ví dụ như là client location là cái nơi mà cái người visitor, cái người khách của chúng ta ở vùng nào nhiều ấy. Thì bây giờ là vùng này này, current setup mình đang là AB Southeast Quan là Singapore. Current time to first buy là 61 ms ha. Low width là cái setup mà nếu mà ứng dụng chúng ta setup ở cái vùng này là AB East 1 là cái vùng là có như tối ưu nhất, thì lúc này nó sẽ predict là đâu đó khoảng 24 ms, nó giảm đâu đó gần gần 3 lần. Thì cái này sẽ hay như nào, nghĩa là khi nào các bạn biết ứng dụng, có biết biết là đối tượng khách hàng của mình nằm ở khu vực nào nhiều ấy, và đối tượng khách hàng ví dụ như là sau này họ đem lại cho mình nhiều order, nhiều revenue á, thì mình có thể xem những chỉ số này, mình triển khai một cái hạ tầng ở gần cái quốc gia, gần cái region đấy, theo cái recommendation đây nha, thì nó sẽ rất là tốt. Hay là ví dụ như ở đây là ví dụ như là Hồng Kông này, đúng không ạ? Đúng không? Hồng Kông này, Hồng Kông là 62, khách hàng ở Hồng Kông 62 millisecond này, và nó đã dạng optimize rồi. Thì tại vì vùng của mình ở Singapore mà, thì cái này các bạn có thể xem thêm, cho ứng dụng của mình thử chạy cho ứng dụng. Thì cái thời gian này là cái thời gian mà chúng ta dùng cái Internet Monitor dạng preview sẽ không có trả phí. Tuy nhiên thì các bạn sẽ phải trả phí cho những cái log nó sinh ra ha. Thì các bạn có thể xem thêm cái phần này nè. Log thì mình mở một cái log cho các bạn cùng xem. Internet đây, Internet giả sử là nó sinh ra những cái log, và mặc định những cái log này mình sẽ lưu vào dạng chữ là không giới hạn thời gian, cho nên là nếu mà càng nhiều request lưu càng nhiều log ở đây, thì các bạn có thể khả năng các bạn sẽ phải tính toán thêm phần chi phí khi sử dụng cái CloudWatch Internet Monitor cho cái tính năng mà muốn xem là cái performance và available của cái web mình trên Internet như thế nào ha. Ok, cảm ơn các bạn và hy vọng các bạn sẽ thích thú với cái tính năng Internet Monitor và thử thử chạy về cái ứng dụng của mình xem sao ạ. Dạ, xin chào ạ.